Thưa quý vị và các bạn, hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu mua sắm các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu ở các tỉnh, thành phố phía Nam đang tăng cao do thực hiện giãn cách xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, giảm mật độ tập trung đông người tại các siêu thị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hiện đang gấp rút triển khai các điểm bán hàng thiết yếu để phục vụ nhân dân. 7 giờ sáng, điểm bán hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất và Tân Mai đã khai trương đón khách đến mua sắm. Ngày đầu tiên, mỗi cửa hàng bày bán hơn 10 tấn rau củ quả, thịt heo và trứng gà. Nếu nhu cầu mua sắm trong những ngày tới tăng, lượng hàng cũng sẽ được nâng lên để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhờ vậy, người dân không cần đến siêu thị, vẫn có thể mua hàng thiết yếu với giá bình ổn mà không cần phải mất công chen lấn, tụ tập đông. Dự kiến thì thành phố sẽ có từ 10 cho đến 10 15 cái cửa hàng như thế này trên địa bàn thành phố. Hiện nay thì sáng nay thì sẽ khai trương trước hai địa điểm và những ngày tiếp theo sẽ tùy theo nhu cầu của người dân mà chúng ta sẽ cung cấp thêm các địa điểm cho nó phù hợp. Ngoài các điểm này, hiện nay Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Phòng Kinh tế Biên Hòa liên hệ với các doanh nghiệp, nhà cung ứng thực phẩm lớn để kêu gọi hỗ trợ các đơn vị này mở các điểm bán thực phẩm hoặc kết hợp với các điểm bán mà thành phố đã hình thành. Thì nó chuẩn bị nguồn hàng rất là dồi dào để bán trong hệ thống siêu thị cũng như các điểm bình ổn giá của Sở Công Thương. Hiện tại thời điểm này thì cái nguồn hàng của công ty là rất là dồi dào. Cái lượng hàng của mình hiện nay là mỗi một ngày mấy bữa nay là 20 con heo, gà đó là tới 150 con gà, chưa kể là mấy cái gà như là pha lóc sẵn như là vô khay á, thì mỗi một ngày cũng phải là cả 100 kg. Ngoài các điểm bán trên, hiện nay hệ thống gần 200 cửa hàng tiện ích của Đồng Nai cũng đang có những kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cụ thể để tiếp tục cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Phương án đưa hàng hóa đến phục vụ người dân ở trong các khu vực bị phong tỏa cũng đang được ngành công thương tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tiến hành thực hiện, quyết tâm không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi nguồn cung hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.